Pháp sẽ mở cửa biên giới với Anh Quốc giữa đại dịch COVID-19. Giới lãnh đạo Pháp Quốc vào ngày thứ Tư 23 tháng 12 cho biết, quốc gia này sẽ tái mở cửa biên giới với Anh Quốc để những người không bị COVID-19 có thể ra vào trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra lễ Giáng sinh. Nhiều quốc gia ở Âu Châu trong tuần này đã lần lượt áp dụng lệnh cấm bay đối với những du khách đến từ Anh Quốc, do ở Anh Quốc đang hoành hành chủng coronavirus mới, vốn có tốc độ lây lan cao gấp nhiều lần so với chủng thông thường. Hàng trăm chiếc xe tải cũng đã được nhìn thấy xếp hàng trên đường phố sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố cấm các chuyến xe đến từ Vương quốc Anh. Quá trình đàm phán vào ngày thứ Ba đã chính thức khép lại sau khi Anh và Pháp đồng ý để cho cư dân đi lại giữa hai nước nếu như có giấy tờ chứng minh bản thân là âm tính với COVID-19.